chấn thủ nghe a han đi, quan hoàng mời chấn thủ nghe a về viện thiện đi, bàn ghế lan quang đất phủ dày. Hướng quân hoàng mười lẫm liệt ngàn xưa, ông vùng hương lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. Tiền chuông chén rượu đào ơi,
tam tuần để chúng nâng lên điện ngọc các hoa rừng mời là mời rước ông mười sười ô sười rước ông mười. Sự nghề quê hoa cỏ
tốn tươi. Chứ ai muốn lên Bích Đồng thành giới thì vô sự nghề là thời là thành ra hồi cũng